Samson được tung vào sân để hy vọng có thể giải tỏa thế bế tắc của trận đấu. Và để cho đối phương làm được điều đặc biệt. Và thêm một lần nữa, chấm penalty mang tới cơ hội cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Và lần này người đã quả penalty là Hoàng Vũ Samson. Rất chính xác, tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Ở quả penalty thứ hai thì đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có được niềm vui. Nỗi lo sợ về một trận đấu nữa trên sân hàng đẫy giống kiểu trận đấu với Yangon United đã không lặp lại. Câu lạc bộ Hà Nội đã có được bàn thắng gỡ hòa sau khi họ để thủng lưới. Tình huống đánh lừa, thủ thành Văn Toàn của Hoàng Vũ Samson. Thành Lương rất khéo. Papioma bàn thắng thứ hai đã đến với đội chủ nhà sau rất nhiều những nỗ lực, rất nhiều những sức ép và rất nhiều sự quyết tâm của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và các học trò của mình. Sự tiếc nuối chắc chắn là điều huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang cảm nhận, bởi vì đội bóng của ông cũng đã chơi rất tốt, dẫn trước đối thủ và đã có cơ hội để tạo nên bất ngờ trên sân hàng đẫy, nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ như đã trở lại với trật tự của nó. Những tình huống tấn công dồn dập và có tốc độ cũng như là số đột biến cao của câu lạc bộ Hà Nội đã được đền đáp. Đầu tiên là Thành Lương, sau đó là Papioma và cuối cùng là Hoàng Vũ Samson, người hùng của đội chủ nhà trong trận đấu này với một cú đúp. Với bàn thắng này thì Hoàng Vũ Samson đã tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của V-League năm nay với 5 pha lập công. Cơ hội nữa cho câu lạc bộ Hà Nội, không vào. Anh có nghĩ rằng đây là một trận đấu khó khăn dành cho câu lạc bộ Hà Nội không ạ? Hà Nội phải thi đấu với một lịch rất dày đặc, cách đây vài ngày còn phải đá tại Yangon. Thế nên là ngày hôm nay là một trận đấu rất khó khăn, các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội không thể di chuyển nhanh như mọi khi được. Nhưng huấn luyện viên là người kinh nghiệm và ông ấy đã biết cách điều chỉnh trận đấu và ngày hôm nay mang tới một chiến thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Vâng, tôi đã hỏi Samson rằng là bây giờ anh đang dẫn đầu anh sách ghi bàn V-League thì anh ấy có cơ hội, anh ấy có nghĩ rằng là anh ấy có cơ hội trở thành cầu thủ vua phá lưới hay không, thì anh bảo đó là điều không quan trọng, mà quan trọng vẫn là 3 điểm của câu lạc bộ Hà Nội và chặng đường rất dài phía trước khi mà đội còn rất nhiều trận đấu khó khăn với rất nhiều đối thủ. Vâng, Samson đã chia sẻ về đối thủ tiếp theo của câu lạc bộ Hà Nội, đó là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội đầu bảng ở vòng đấu tiếp theo, tức là cuối tuần sau. Anh nói rằng là đây là một câu lạc bộ có được thành tích tốt và đã thi đấu hay tại V-League và đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng hy vọng rằng câu lạc bộ Hà Nội sẽ có được kết quả tốt.